kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh hoàn toàn suy yếu và đới gió đông nam cũng giảm dần cường độ. Nên tại khu vực Bắc Bộ, ngày hôm nay phổ biến trạng thái nắng ấm vào trưa chiều, sáng sớm có sương mù nhẹ ở một vài nơi. Trên ảnh mây vệ tinh và bản đồ thời tiết chúng ta có thể thấy rõ cường độ suy yếu của khối không khí lạnh này. Những lớp mây màn dày đã hết hẳn, thay vào đó là trạng thái khá quang mây. Đồng thời thì các đường đằng áp cũng rất thưa. Còn tại khu vực Trung Bộ thì trời vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng. Riêng phần phía Bắc thì còn có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng cả ngày. Trong 1 đến 2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc. Do vậy trời tạnh ráo, không mưa, nhiệt độ trong không khí tăng và trời ẩm. Sau đó thì rãnh áp thấp phân tích trên bị nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam và đầy dần. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình, thời tiết chưa có biến động gì nhiều. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tại các tỉnh từ khu vực Bắc Bộ ngày hôm qua, thời tiết đã chuyển ấm hơn nhiều với nền nhiệt tăng lên. Dự báo ngày hôm nay thì mức độ nắng sẽ rõ rệt hơn, hiện tượng sương mù vào sáng sớm giảm khi gió đông nam trên khu vực này yếu đi. Nên nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ và phổ biến từ 22 đến 28 độ với độ ẩm 75%. Như vậy là cảm giác rét lạnh tại thủ đô trong thời gian vừa qua tạm thời kết thúc, nhường chỗ cho một ngày thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động sinh hoạt vui chơi của người dân thủ đô. Dự báo những ngày trời nắng ấm sẽ không kéo dài, sang ngày thứ 3 thì một bộ phận không khí lạnh mới sẽ tràn về, gây rét và mưa phùn trở lại. Không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt các địa phương, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thành phố Cảng Hải Phòng tăng khá mạnh. Tại khu vực thành phố thì rét vẫn còn diễn ra về đêm và sáng sớm. Từ nay cho đến 2-3 ngày tới, nền nhiệt tại các địa phương sẽ tăng khá mạnh. Tại khu vực thành phố Hải Phòng thì nhiệt độ sẽ dao động từ 21 đến 27 độ, với độ ẩm tại đây là 80%. Dự báo đến khoảng ngày 18 tháng 12, khi có một đợt không khí lạnh khác tràn về miền Bắc, kéo nền nhiệt các địa phương xuống thấp, trời rét nhiều trở lại. Một vài ngày nay, miền Trung đã có mưa xuất hiện, tuy nhiên chỉ là những cơn mưa với cường độ trung bình nên gần như chỉ đủ đem lại những ngày trời mát mẻ hơn, không đủ để đem lại lượng nước ngọt cần thiết cho sinh hoạt và nông nghiệp. Dù đang là mùa đông nhưng thời tiết nắng ít mưa kéo dài, nhiều loại cây nông nghiệp tại khu vực chết héo và hồ thủy điện cạn trơ đáy. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng, tình trạng ít mưa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân thành phố. Thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, chuột sinh trưởng và phát triển nhiều, làm mầm bệnh đe dọa sức khỏe người dân. Ngoài ra thì việc trồng hoa rau màu đón Tết cũng gặp không ít khó khăn. Ngày hôm nay tại nội thành của thành phố Đà Nẵng, thời tiết có mưa, trời mát mẻ với mức nhiệt từ 24 đến 28 độ với độ ẩm từ 70 đến 75%. Ở vùng ven biển có mưa nhẹ, thời tiết trong ngày thuận lợi cho việc nghỉ dưỡng và du lịch. Suốt từ 4 ngày nay, mực nước chiều trên hệ thống sông Sài Gòn liên tục ở mức cao. Ngày hôm nay thì đỉnh chiều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức lịch sử, gây ngập cho nhiều tuyến phố trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều tối, thủy chiều tuy có dần nhưng vẫn tiếp tục gây ngập sâu. Một ngày chiều lên cao 2 lần vào sáng sớm và chiều tối, trùng với giờ cao điểm nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ với độ ẩm không khí ở mức 70%. Nhưng vào đêm và sáng thì độ ẩm tại đây sẽ tăng lên, có thể lên đến 75%. Nguyên nhân gây ra đợt chiều cường cao lịch sử là do những luồng gió đông và đông bắc thổi vào, vuông góc với bờ và dồn nước vào sâu các vùng cửa sông. Mực nước đỉnh chiều các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tiếp tục ở mức cao trong 1 đến 2 ngày tới, sau đó thì xuống nhanh. Mực nước đỉnh chiều cao nhất tại một số trạm trong các ngày 15-16 tháng 12 tại trạm Cần Thơ sông Hậu ở mức là 1,75 đến 1,77 m, thấp hơn mức báo động 2 là từ 0,05 đến 0,03 m. Trạm Mỹ Thuật của sông Tiền ở mức 1,65 đến 1,67 m, thấp hơn báo động 2 là 0,05 đến 0,03 m. Trạm Phú An của sông Sài Gòn và nhà bè của kênh Đồng Điền ở mức 1,58 đến 1,62 m, cao hơn báo động 3 là từ 0,08 đến 0,12 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày từ 4 đến 6 giờ và từ 19 đến 22 đến 20 giờ. Thưa quý vị, vùng nhiễu động trong đới gió đông đã suy yếu và di chuyển sang khu vực vùng biển phía Tây Nam. Do vậy mà tại các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là tại thành phố Cần Thơ thì trời có giảm mây và nắng xuất hiện trở lại. Hôm qua, tại khu vực thành phố Cần Thơ trời nắng từ sớm, nhiệt độ trong ngày giữa mức 26 đến 33 độ với độ ẩm trong không khí là 60%. Cảm giác khô hanh và khó chịu còn duy trì cả khi đêm về. Do nhiệt duy trì ở mức tương đối cao, trời lại khá khô nên người dân khu vực thành phố cần chú ý cẩn trọng đề phòng những hiện tượng cháy nổ do những bất cẩn trong sinh hoạt. Xuống trong 1-2 ngày tới, thời tiết khu vực trời hầu như không mưa, thời tiết khô và khá oi. Bản tin dự báo thời tiết đô thị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.